Lời đầu tiên cho Trang Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trang Sang Keyboard, và đồng thời Sang gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trang Sang ở tất cả các nhóm luôn. Rồi thì tiếp tục ngày hôm nay thì Sang sẽ bắt đầu hướng dẫn cái phần mở rộng ha, cái phần mở rộng về cái điệu rumba bolero. Thì trước khi đi vào cái phần hướng dẫn cái phần mở rộng bài học ngày hôm nay thì cho Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành đến tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước trong thời gian qua luôn bên cạnh để mà tạo động lực cho Trần Sang, luôn like để mà ủng hộ tinh thần của Trần Sang, cho Trần Sang có nhiều động lực ra nhiều bài giảng mới hay hơn. Và đồng thời Sang cũng gửi lời tri ân chân thành đến tất cả các anh chị học viên ha của lớp Trần Sang Keyboard. Rồi thì trước khi đi vào bài hướng dẫn thì đồng thời Sang cũng có một cái chú nhỏ đối với tất cả các anh chị học viên mới. Khi chúng ta đến kênh Trần Sang thì chúng ta nhớ nhấn vào nút đăng ký phía bên dưới video ha, có nút đăng ký đó, để mà khi Sang giao bài thì chúng ta sẽ nhận được liền, tránh bị trôi bài và mất bài. Rồi thì Sang đi bắt đầu đi vào phần hướng dẫn nha. Thì cái bài giảng ngày hôm nay Sang sẽ hướng dẫn cái phần mở rộng ha, phần mở rộng dành cho biểu rumba bolero. Thì trước đây Sang đã hướng dẫn phần rumba bolero rồi, hôm nay Sang sẽ hướng dẫn phần mở rộng thêm đối với cái intro ha, intro guitar thùng của điệu rumba bolero. Rồi cái bài học ngày hôm nay với cái nội dung của bài học ngày hôm nay như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái guitar thùng để mà chúng ta đánh một cái intro ha, đánh một cái intro khi mà chúng ta đi làm show mà chúng ta không biết cái intro của cái bài đó là đánh như thế nào. Bởi vì khi mà khách kêu cái bài mà chúng ta không biết bài đó thì lấy cái gì chúng ta đánh intro ha. Thì chúng ta biết cái bài đó là tâm thứ rồi thì chúng ta cứ lấy cái intro guitar thùng này chúng ta áp dụng vào ha, rumba, cả rumba bolero. Rồi cái nội dung thứ hai là đây là cái intro vòng hòa âm ha, cái vòng hòa âm Sang viết trên màn hình đó, tất cả anh chị chúng ta nhìn ha. Thì cái vòng hòa âm này được áp dụng rất là nhiều bài ha, áp dụng rất là nhiều bài, thì anh chị cố gắng học thuộc luôn cái vòng hòa âm này cho em. Cái tiếp theo nữa đó là tất cả các anh chị chúng ta trong bộ dữ liệu Sang gửi cho lớp thì tất cả các anh chị chúng ta sử dụng cái xì tai là ben rumba ha, ben rumba, và cái voi là chúng ta sử dụng cái voi guitar thùng, và chúng ta để thực tập cái giọng ca sĩ điểm thì chọn cái cho em bài giả từ ha, bài giả từ của Đàm Chính Thân là chúng ta vào mẫu ha, còn những cái bài khác chúng ta đều có thể vào được. Rồi Sang đã hướng dẫn sơ qua cái nội dung cần chuẩn bị rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn ha. Thì đi vào hướng dẫn thì Sang sẽ đánh sơ lại một lần nữa, sau đó Sang sẽ bắt đầu đi lại từ phần ha. Đối với cái bài này, thứ nhất là chúng ta lớp nhớ giùm em ba cái dòng hòa âm. Bậc một là la thứ, bậc hai là ghê thứ, rồi qua bậc năm là mi trưởng, và sau đó trở về bậc một là la thứ ha, trở về bậc một là la thứ. Bắt đầu chúng ta đi cái câu này si do re mi ha, si do re mi là vô la thứ nè, do câu thứ hai đọc lại câu một, si do re mi do là mi fa son fa là qua ghê thứ ha, bậc một qua bậc bốn, bắt đầu qua bậc năm nè, ghê mi fa si là vô bậc năm là mi trưởng, la son re mi fa mi là la thứ, trở về la thứ bậc một bậc bốn qua bậc năm ha, rồi trở về bậc một là trở về la thứ. Rồi đọc lại câu này, si do re mi nè, bậc la thứ nè, do là mi fa son fa ghê thứ, ghê mi fa si la son, ghê mi fa mi là la thứ nè. Bắt đầu câu tiếp theo đó là si do re son fa fa son, nhưng mà chúng ta để nó hợp âm re thứ ha, bởi vì cái nốt tiếp theo phía sau là nó fa, si do re son fa fa, tiếp theo là si do fa mi mi fa, nhưng mà chúng ta để hợp âm la thứ bởi vì cái nốt tiếp theo hợp âm nó đi trước nốt nhạc đi theo sau. Đọc lại hai câu, si do re son
là si đô fa mi mi là la thứ nào, lại có câu gọi kết nào, mi la đô si, si diêm, si diêm ha, mi la đô si là si diêm, la son là mi mi bảy, la si la là trở về la thứ. Đọc lại hai câu cuối, mi la đô si, si diêm, la son là mi bảy, la si la là trở về la thứ ha. Và đối với cái voi guitar thùng á, là chỉ chú ý là câu lâu là chúng ta nhớ đánh mạnh một cái để cho nó luyến ha. Ví dụ như là si đô rê mi đô la mi fa son fa ha, đánh mạnh cái mà nó luyến thì chúng ta nó ra chắc guitar thùng. Rồi bắt đầu là chúng ta chú ý nè, thứ nhất là chúng ta phải để cho trong sử dụng cái trong cái style bên trong ba chúng ta sử dụng cái intro một nè, cho đánh trống nó bắt nhịp vào 1 2 3 ha. Thì bắt đầu từ nhịp 3 chúng ta sẽ đi 1 2 nè, làm lại nè. Đó thì nó vừa vào là chúng ta phải đi gơi vào nốt mi. Làm lại lần nữa nè. Feel cái thì khi chúng ta kết là chị chú ý chỗ này nè, chúng ta feel lên mandate bắt đầu chuyển nhịp ending ha. Feel lên mandate để mà cho cái khách người ta biết là chúng ta chuẩn bị một cái dập cuối cùng để mà cho khách ta vào ha. Mi đô si là kết ha. Rồi sang làm lại một lần nữa các anh chị, chúng ta chú ý ha, chúng ta để sẵn cái bàn bê và sau đó chúng ta bắt nhịp cho thằng đánh trống nó bắt nhịp và chúng ta đi vào ha. Rồi thì bắt đầu là chúng ta sử dụng ở chúng ta trong bộ dữ liệu mà giọng ca sĩ MP3 đó, thì anh chị sử dụng cái bài giả từ ha, chúng ta sử dụng cái bài giả từ chúng ta chỉnh cái tempo với mà cái transpo đó đúng. Ví dụ như là transpo của nó là si chán thứ đi, thì chúng ta transpo chúng ta cộng 1 lên rồi cái tempo là 82 thì chúng ta chỉnh về cái tempo nó là 82 ha, như vậy là nó hợp rồi đó. Rồi bắt đầu là chúng ta để điệp cho cái bài giả từ đó, chúng ta đánh xong cái intro và chúng ta vào mẫu luôn cho nó quen. Thì nó cứ chọn những cái bài khác mà chúng ta đánh xong mà chúng ta tự tập ha, chúng ta tự tập đánh xong cái intro và chúng ta mở dòng ca sĩ lên, chúng ta cho chúng ta vào cái bài đó ha, nhớ rumba bingo tâm thứ nha. Rồi thì Sang vừa hướng dẫn xong cái phần này thì tất cả các anh chị chúng ta xem, chúng ta thực tập lại ha, chúng ta nhớ là áp dụng khi trong trường hợp mà khách hát một cái bài nào đó, ví dụ như anh em cuối tuần mà chúng ta tụ họp lại mà chúng ta nhậu nhẹt cuối tuần mà thư giãn này nọ đi, chúng ta không cần nói những cái chuyện lớn lao đi làm show này nọ. Thì ví dụ như khi mà anh em hát những cái bài rumba bodego mà chúng ta không biết, thì đâu phải chúng ta đi làm suốt ngày mà chúng ta đâu có thời gian đâu mà chúng ta học nhiều bài như là anh em đi làm show, thì chúng ta phải áp dụng liền, chúng ta lấy những cái này, chúng ta phải nhanh trí, chúng ta lấy những cái câu intro này chúng ta áp dụng liền ha. Sang hướng dẫn thực tế cho tất cả anh chị chúng ta biết cái cách áp dụng luôn ha. Còn những anh em đi làm show là chắc chắn là chúng ta đã biết cái cách áp dụng rồi, khi mà khách hát những cái bài không biết, những cái bài mà chúng ta bí intro thì chúng ta cứ lấy cái này ra chúng ta xài ha. Rồi bởi vì nhạc nó là mênh mông mà chúng ta không thể nào học hết được tất cả các bài intro đâu, tất cả các bài intro của từng bài được đâu ha. Thì chúng ta cứ xem lấy chúng ta sử dụng trong những lúc cần thiết, hoặc là những cái bài nào mà chúng ta biết intro rồi mà bất ngờ khi mà khách hát lâu quá, hát một lần chúng ta vẫn có thể quên
chúng ta quên lấy cái intro mà trước đây chúng ta đã thuộc, thì chúng ta cứ lấy cái này chúng ta xài thôi, có gì đâu, đâu có ai mà nói gì chúng ta đâu ha. Thì đó là một vài cái đi chú nhỏ đối với tất cả các anh chị học viên của lớp Chàng Sang ha, các anh chị viên chú ý một vài cái nốt nhỏ đó của em ha. Rồi thôi em xin dừng cho bạn dẫn đây. Thì cảm ơn tình cảm của tất cả cô chú anh chị luôn bên cạnh để mà like hộ cho Chàng Sang nha. Rồi tất cả các học viên mới thì chúng ta chưa nhắn vào lúc đăng ký thì chúng ta nhớ nhắn vào để mà khi Sang cho bài là bài mới cũng như là Sang chia sẻ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nhận được liền, tránh bị trôi bài và mất bài nha. Rồi thôi, Sang xin trân trọng kính chào tất cả cô chú anh chị.